Clickbuy đồng hành cùng video này. iPhone quốc tế chất giá rẻ đồng loạt sập giá cực sốc tại Clickbuy. iPhone XS Max chỉ 14.490.000 đồng, iPhone XS chỉ 11.690.000 đồng, iPhone XR chỉ 10.690.000 đồng, iPhone 8 Plus chỉ 7.990.000 đồng, iPhone 7 Plus chỉ 5.990.000 đồng. Cam kết máy đẹp như mới, zin nguyên bản, bảo hành trọn đời máy, bán đúng giá niêm yết, không bán giá ảo. Khách hàng được dùng thử máy 7 ngày, lên đời miễn phí thoải mái, tặng phụ kiện chất. Hãy đến ngay Clickbuy. Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay X-Studio sẽ gửi đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, ảnh thực tế Xiaomi Mi 10 Explorer trong suốt. Xiaomi vừa ra mắt bộ đôi Mi 10 và Mi 10 Pro với rất nhiều những tính năng cao cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, có vẻ như là vẫn còn một thứ gì đó thiếu sót, đó là phiên bản Explorer Edition. Trước đây Xiaomi cũng đã ra mắt các phiên bản đặc biệt Mi 8 Explorer Edition và Mi 9 Explorer Edition, cũng không để người dùng phải mong ngóng. Vừa mới đây, Xiaomi đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của phiên bản Mi 10 Explorer Edition với mặt lưng trong suốt. Nhìn vào khung camera sau thì có thể đoán được rằng là Mi 10 Explorer Edition sẽ là biến thể của Mi 10. Thiết kế mặt lưng trong suốt cho phép chúng ta có thể thấy rõ cụm camera, đèn flash, pin và cuộn dây sạc không dây. Có thể thấy cả lớp phủ bao mạch chủ bằng than trì tản nhiệt. Ngoài ra còn có dòng chữ Xiaomi rất lớn được in ở mặt sau. Nhưng theo nhiều ý kiến đánh giá thì dòng chữ Xiaomi lớn này trông rất thừa thãi và làm giảm đi độ đẹp mắt vốn có của những chiếc Mi Explorer. Mi 10 Explorer Edition sẽ có cấu hình tương tự như Mi 10 với màn hình AMOLED 6,67 inch 90Hz, chip Snapdragon 865, RAM 8GB, hỗ trợ 5G, pin 4780mAh. Cụm camera sau gồm có cảm biến chính là 108MP, camera góc siêu rộng 13MP, camera macro 2MP và cảm biến chiều sâu 2MP. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Huawei bắt đầu ngấm đòn nặng từ Mỹ. Bất chấp lệnh cấm giao dịch từ chính phủ Mỹ thì năm 2019 có thể xem là một năm thành công cho smartphone Huawei khi họ bán được hơn 240 triệu thiết bị. Thế nhưng, điều làm mọi người quan tâm là liệu thành công này có còn được duy trì trong năm 2020 khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy là chính phủ Mỹ sẽ nương tay với công ty này. Một báo cáo mới từ trang The Information đã phần nào giải đáp câu hỏi này. Theo báo cáo này thì Huawei dự kiến doanh số smartphone của họ sẽ giảm đến 20% trong năm 2020 do hậu quả từ lệnh cấm giao dịch của chính phủ Mỹ. Trong năm nay, Huawei dự kiến sản lượng xuất xưởng sẽ sụt giảm xuống chỉ còn từ 190 triệu đến 200 triệu smartphone. Trên thực tế, khi không được cải sẵn các dịch vụ của Google, doanh số của Huawei tại các thị trường như là châu Âu và các thị trường nước ngoài khác đi xuống là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Trong lúc mà Huawei đang loay hoay với việc đáp ứng nhu cầu về hệ sinh thái ứng dụng cho người dùng quốc tế, các đối thủ của họ như là Samsung, Xiaomi và Oppo đang liên tục giới thiệu các thiết bị phần cứng mới được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ Google. Sẽ không lạ nếu năm nay các đối thủ này sẽ vượt mặt Huawei, ít nhất là thị trường quốc tế. Giờ mọi sự chú ý đang hướng đến việc ra mắt dòng Huawei P40 vào cuối tháng 3 này. Gần như chắc chắn đây sẽ là flagship tiếp theo của Huawei, không có các dịch vụ Google, nhưng với việc đi kèm với một số tính năng chụp ảnh cao cấp như thường thấy với dòng P trước đây thì P40 sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với Huawei trên thị trường quốc tế. Nó sẽ cho thấy là người dùng quốc tế có chấp nhận đánh đổi giữa phần mềm tiện dụng để lấy tính năng phần cứng cao cấp hay không. Và một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 9 chưa ra đã bị dìm hàng không thương tiếc. iPhone 9 sẽ là mẫu smartphone được Apple ra mắt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới. Thiết bị được kỳ vọng sẽ mang lại thành công về doanh số cho táo khuyết ở phân khúc điện thoại trung cấp. Tuy nhiên, một số ý kiến lại tỏ ra hoài nghi về thành công của iPhone 9, bất chấp sự hưng phấn của phần đông chuyên gia phân tích mà X-Studio đã từng đưa tin trước đó. Theo đó thì phần đông các ý kiến dìm hàng iPhone 9 xoay quanh việc là chiếc iPhone này có thiết kế được cho là lỗi thời. iPhone 9 được phát hành vào nửa đầu năm nay sẽ trang bị cấu hình thấp nhất dự kiến là chip A13, RAM 3GB và bộ nhớ trong là 64GB. Sản phẩm có giá khoảng $399, tức 9,26 triệu đồng. Theo các tin đồn thì iPhone 9 dự kiến sẽ có thiết kế trông giống như là iPhone 8, nghĩa là cũng gần giống với iPhone 7 và 6S, vốn đều dựa vào thiết kế của iPhone 6 ra mắt năm 2014. Chính vì lý do này mà iPhone 9 không nhất thiết phải là điện thoại mà người dùng iPhone 7 phải chạy đến mua nếu họ muốn nâng cấp. Thay vào đó, iPhone 9 sẽ là thiết bị được sử dụng để Apple có thể đạt lợi nhuận tối đa bằng cách là thu hút người dùng muốn thay thế iPhone cũ. Đó có thể là iPhone 6, 6S, 7 hoặc thậm chí là iPhone 8, nhưng không nhất thiết buộc phải nâng cấp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng phải thừa nhận rằng mức giá 9 triệu của iPhone 9 đang thực sự rẻ hơn cả iPhone rẻ nhất hiện nay ở Apple Store, đó là iPhone 8. Đó là quân bài chiến lược của Apple trong thị trường mà điện thoại giá rẻ đang thu hút đáng kể người dùng. Bất chấp việc là máy vẫn đắt hơn so với các thiết bị giá rẻ từ các công ty Trung Quốc như Xiaomi hay Huawei. Và như vậy thì vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi đến cho anh em. Trong ngày hôm nay, anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.